Thưa quý vị, hôm nay, ngày 11 tháng 10, là ngày quốc tế trẻ em gái, là dịp để chúng ta tôn vinh và dành sự quan tâm đặc biệt cho các bé gái. Tuy nhiên, có một thông tin rất đáng lưu ý là Việt Nam hiện nằm trong nhóm 15 nước có tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Và nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài, đến năm 2050, Việt Nam sẽ thiếu 2,3 đến 4,3 triệu phụ nữ, trong khi hiện tại mới thiếu hụt vài trăm nghìn. Thông tin do Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình công bố. Trước thông tin này, thì cư dân mạng đã có nhiều bình luận khá thú vị. Hơn 4 triệu đàn ông Việt sẽ ế, nếu không tử tế thì chỉ có độc thân cả đời. Ôi, con trai sắp ra đời của mẹ. Tôi nghĩ như vậy là phù hợp vì đa phần công tác trong môi trường nguy hiểm rủi ro cao như là xây dựng, khai thác mỏ, quân đội thì là nam giới. Từ vạn năm nay thì con người đi từ mẫu hệ sang phụ hệ, và đó là sự tiến hóa, và việc đề cao vai trò đàn ông hơn phụ nữ không có nghĩa là coi nhẹ phụ nữ, mà là gánh thêm trọng trách lên vai đàn ông. Mình có một đứa con gái thôi và không muốn sinh thêm. Có người thì cả đời không lập gia đình, có người lại kết hôn nhiều lần, có người đi tu, có người đi du học, có người yêu đồng tính. Cứ đâu phải cứ một nam một nữ mới là cân bằng. Thôi kệ nó đi,